Sáng nay ngày 2 tháng 3, Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc đã khai mạc đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Đây là đơn vị thứ hai được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trong toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên huyện Vĩnh Lộc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lộc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội thực hiện với quy trình chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 58 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 11 nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 15.